Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Hello mấy anh em. Bây giờ nói thiệt chứ anh em đâu mà sớm anh em đó thì đi xúc khô thì không có cái gì ăn hết trơn rồi. Giờ thì sai anh ba đi mua ít khô. Với em với Dượng Ba đi là đằng cái vườn bầu của anh Hùng. À, thật sự thì anh Hùng ảnh muốn đắp cho Phong với thằng Cường. Hai thằng đó là bầu. Đây là đẳng mình kiếm bầu hiện tại giờ cũng đang có trái cả nhà ơi. Với thằng mình lại đẳng mình quay mình kiếm mấy trái trái về mình luộc hoặc là nấu canh gì đó. Sẵn thăm thăm cây Phong với thằng Cường. Phải Cường không? Ờ Cường làm coi hai anh em mình làm coi bầu chúng cả nhà. Mình đi luôn nha. Đóng cái đó mình đi nha Dương ơi. Đóng ghế ngồi. Đóng anh đóng đi, anh tính nấu cơm phải không? Tôi nói nghe nè, mấy ông đóng cái ghế xấu hơn ghế tôi. Bây giờ mà mấy anh nấu cơm rồi đi cơm ba về lấy khô chân làm gì làm đi giờ em với Dượng Ba đi là đẳng tham quan cái vườn bầu của màn Cường luôn. Với Phong luôn. Có gì kiếm là đẳng mình kiếm trái về lột ăn. Ăn buổi sáng đỡ cả nhà. Chứ sao giờ? Ngồi quay tơ phải đâu châu bò mà ngồi quay hoài lắm đó. Đừng đâu là xúc lương có lương nó làm lẩu ra ăn vậy tầm mà tiêu tàn khói cho công rồi. Đi Dương Quay. Hello chị Xuôi nha. Chào cả nhà. Đây thì cũng đến cái vườn bầu của anh Phong với Cường làm rồi cả nhà ơi. Cũng thấy cũng đạt quá mà ngặt cái này nó không có giá cả gì hết trơn á. Trái cũng đỡ lắm á cả nhà. Trồng trúng hơn hả chị Xuôi? À, bầu này thì bầu tơ nha. Bầu mới hái trái chiến nào cái này không có giá. Anh em làm cũng cực khổ dữ lắm, cực khổ mà không có giá cho tội nghiệp anh em có cả nhà ơi. Đất này thì cũng đất này của anh Hùng anh mướn cho anh Phong với Cường làm. Cũng thương anh em dữ lắm. Im quá anh Hùng ơi, mà ngặt không có giá nha anh Hùng. Anh Phong chạy về ngoài hả chị Xuôi? Anh Phong chạy về ngoài rồi. Anh Phong mới đem bầu rồi. Ở trái đó sao không bẻ đi trời, nó bị hái cả. Hả? Nó bị à. Trái chứ đằng lẳng kìa, chồng quay đằng kìa. Bẻ cho nó nuôi trái kia. Chút bẻ. Quá đẹp. Ý, đó đó trái nữa kìa, lụm coi. Để hồi nè. Hồi lắm. Trái gì quá, trời trái luôn nè. Nè anh Xu giờ ông dưới nè, giờ dữ lắm trái luôn, trái đặt hạt trái xong luôn. Trái dữ lắm trái cả nhà ơi. Trái dữ lắm anh Hùng ơi. Ngạc không có anh giá. Anh Hùng ơi, bầu không có giá, đằng này em mấy em buồn lắm rồi đó anh Hùng ơi. Thì bây giờ làm thằng bông này vậy đó chị Xu ơi, anh Xu chị Xu ơi. Bởi vậy. 10.000 ký cũng kiếm sống được mà ngặt là vợ vé quá trời vé luôn. Ngay cái mùa dịch bệnh này phải chịu thôi. Như là có hở 12.000 vô. Vậy? Vậy bữa có giá là gì? Vài bữa có giá là gì? Giá hết bệnh dịch có giá là gì? Mấy bữa nay không có giá, anh Phong với ông Cường buồn. Hai ngày nay hai ông không ăn uống gì luôn. Không ăn uống gì chứ, không ăn cơm nước chứ hả? Không ăn cơm nước. Ôi chết rồi, què, sống gì nổi. Ăn phở không à? Ăn phở. Không ăn cơm, ăn phở luôn. Ăn ở nhà không nổi thì tiệm ăn không à. Này mấy công gì rồi? Ở này ba công nè. Mà không tới trong lúc trong chổng luôn hả? Đó lúc chổng đó tới vàng dưa leo của ông anh Vũ. Chạy quá chạy. Bầu chồng vậy là im. Rồi ba ông biết sao không? Cường nó nói mặn ba cái bầu này nó đạt dữ lắm nè, dữ lắm trái nó đậu hết trơn à. Mà cái không có giá. Ừ, không có giá. 11 có giá, 11 hết dịch. Không có giá phải chịu thôi chứ sao vậy? Biết nào hết dịch. Hết chứ, sao không hết chị Xuôi? Trông cho hết chứ lắm, em đặng làm một dạng mà mớp đặng giá cho nó hết dịch, đặng bán chát thì có giá đâu. Quá em anh Hùng ơi. Ngặt giờ giá cả không có nha anh. Phải chịu thôi. Anh em cũng cố gắng hết sức. Lại đây quay cái dàn bầu cho cả nhà xem. Nó có đẹp ha. Thì cũng hồi mình lại kiếm vài trái gì ăn luôn. Cố gắng hết sức anh em ơi. Mấy anh Phong với anh
Nói chung là Phong với Cường là không có phụ lòng anh Cường, anh Hùng. Anh em cố gắng hết sức rồi mà không có giá phải chịu thôi nha anh Hùng ơi. Thôi vô chị Xui ơi. Chị Xui bẻ được mấy trái bầu này cho luôn cả nhà ơi. Ủa anh Hùng ăn bầu không? Em ship lên gì nè cho anh nè anh ơi. Ở trên trển đâu có nhiều đâu, có bốn mấy ngàn ký đó. Bộ này trên anh Hùng bốn mấy ngàn ký đó. Chào anh Vũ nha. Con này mát trời, có cái xài này đúng rồi, cái xài nó mát. Đây ngủ trưa ngon ha. Quay chỗ này cho anh Tư thấy, mà mốt kêu anh Tư về đây nè. Đây mát ha anh Hùng ơi. Chủ nhà nè, có nhà anh kia ngoài đồng, ngoài nhà mà không ở thì vô đây ở vậy mát nè. Chào Bình Dịch. Thôi mình cảm ơn chị Xui nhiều nghe chị Xui ơi. Đó mấy trái bầu về đẳng anh em luộc ăn thật sự sớm anh em cũng độn mấy chục cái mô suốt không có con lươn nào. Giờ đi đây. Sẵn quay bầu cho anh Hùng xem luôn. Anh em làm nó cũng đạt quá mà giờ không có giá không phải chịu thôi nghe anh đây. Rồi đổ lươn không có thì bầu cũng trao. Bây giờ về bầu chấm nước tương. Nãy kêu anh ba anh đi mua mấy con khô đó không biết sao. Hồi vô quán cơm chị Xui ơi. Đi ngoài trước đi. Dạ không? Nữa. Ăn cơm bầu. Cho ba trái bầu buồn gì buồn trời ơi hên xui rồi. Bầu không có giá giờ không ăn cơm nổi, ăn hủ tiếu mà. Ăn quả hủ tiếu. Thôi về đẳng chị Xui ơi. Đẳng anh Phong ơi, anh Vũ ơi. Bye bye. Bye bye chị Xui nha. Bye bye. Kia cho mát vừa. Về tới nhà rồi. Trời nắng gần chết chặt vậy em. Để đi nó vô lấy mấy cái bự, lấy máy cưa. Nắng cái bà luôn, gọi đây chặt, mắc mát chặt. Vô đi vô làm ăn cơm đi. Anh giúp anh. Chân khô hả? Khô cá lù đù hả? Trái bầu đó hả? Ba trái nè, dần bầu quá trời trúng anh tính ơi. Lắm hả? Lắm. Ở trái bầu đó Hùng gì kho cá luôn đi. Thì Hùng kho cá kho gì kho? Kho cá gì? Cá nãy mua thêm mấy con cá vô chứ kìa. Mua mấy con cá vô nữa hả? Cá vô mấy con khô. Cá vô kho bầu lại. Hết thảy rồi. Thôi vậy đi ăn cơm buổi sáng đi cả nhà. Bầu trúng lắm, trúng mà ngặt bây giờ không có giá phải chịu thôi. Mấy ngàn? 5 ngàn. 5 ngàn cũng được chứ bộ bầu 5 ngàn là cũng yên mình đó ơi. 5 ngàn, 6 ngàn vậy anh ạ. 5 ngàn cũng sắp được rồi. Còn trời dữ lắm là ngạt ra. Về ốc anh. Mấy trái? Để đem ra gọt luôn đi. Hai trái được hả? Đây có mà cải trắng nè. Có củ cải trắng nữa kìa. Dính đất cái gì anh bạn? Dính đất cái gì ạ? À. Trắng ai dính nữa, dính là cái mương đó nuôi bảy mớ ốc anh ba. Dính bự bự á. Lên kia anh em ngưỡng tay chân làm cái nhà ấy. Chung anh ba thì giờ dứt ba cái đất đắp vô đây. Anh ba đã chủ yếu đắp vô mấy cái mồ anh ba. Ừ, chủ yếu đắp vô mồ đi, đừng có đắp vô mồ nhiều nào tốt đấy. Chứ nào ấy chỗ nào thấp mồ đắp thêm. Ừ. Nắng quá trời luôn. Dít kích vô đắp vô cái bờ này cho nó rộng rộng thì cũng được. Chú ý mình đắp vô mấy cái mô này anh ba, đắp vô đây nè. Cái bụng còn đau không mà làm mà chạy. Em này chắc mua đồ trồng thêm quá. Ừ, chủ yếu đưa vô mấy góc một rồi góc mít đó. Đại khúc bự bự đang dít bự bự anh em làm nuôi vậy khúc ốc cả nhà.
được mấy cái rô cả nhà, mấy cái rô kho bầu với củ cải. Khô gì đâu chứ, khô gì anh tính? Khô gì, khô cá sấu, cái gì á. Thôi thôi, chân cá này mặn dữ lắm à. Không dịch nữa hả? Ấy ngon rồi nha. Thì mà nghe cả nhà ơi. Nói chung cũng ngon, qua đâu bằng tay nấu nước cũng ngon. Bữa nay không đổi lại không có lương cũng được đi. Một ngày hầm tệ nhất của anh em mà. Anh tính ơi. Con ngon do người canh lửa đó nha. Mày khác cái gì con? Chừng mà cũng khác nha ta. Không không trời. Cuộn nước khác ha. Thất vọng cái mô này chứ. Vậy tăng cường mình kho bếp ga luôn hả sao ta? Thôi luôn đi, kho bếp ga luôn đi. Chơi luôn. Cay nha. Cay phải không? Không có, nó kêu để ớt nhiều cay chứ không phải kêu làm cay. Này nóng cũng ngọng lắm đó. Làm sao làm. Ô làm mùa này đạt cái ghê trời, đất mới. Đất đó mà bầu đâu gặp một có ở trên Sài Gòn bán biết cho tiền nó chạy 40 ngàn ký. Để mình tránh mình bán. Trời như mà hết ngon 10 ngàn ký cũng ngon. Có người comment coi chừng văn lửa ra giấy đóng củi nghe anh tính. Dễ gì đó, dễ. Tính trực chiến rồi mà dễ gì. Bàn da bài sản thì cháy mà thiết đâu cháy đâu sợ. Cháy ba cây thiết trời, cháy. Trời, cháy thì muộn nội chứ cháy. Thiết mà cháy gì trời. Trời nó cháy ba cây. Quéo hết ra. Thiết không cháy mà cháy ba cây. Lên gì ngộ trời. Lên gì là lên gì anh Tấn? Lên gì kỳ lắm. Lục cục còn hòn gian cách cả. Thì nó quay rút nó quỳ lên chứ. Giống cái bánh bột đậu qua. Hay không dịch nhiều quá chứ. Không vậy. Cô mình là nãy như là 4 con luôn. 5 con vậy. Cô. 5 cá rô kho muôn chảo. Chính rồi. Chưa chút nữa. Còn ổng nè thấy không? Phi lên đó. Gõ bộ bệnh chi. Này có hộp dịch thúi mới ngon. Bậy. Thêm con cá bụng bụng nữa mới ngon. Cá kho bầu bầu sầu bí héo dây. Thử cá chứ. Khoanh không chùi gì cho sạch sẽ chứ không anh. Bữa lửa còn cháy không anh? Cháy chứ mới đổ nước vô. Thử cá chứ, không có làm nước súc chứ. Nè hết biết cái vỏ này sao hết nãy đủ ăn nha. Ai biết. Hết chi nhiều. Ui. Quá đã quá trời đã. Ôi, cái này nó quỳ lên gì kỳ lắm á. Nè mới nở lên đó. Rồi em nó học dịch nhiều mà cãi. Nó quỳ ngộ chứ nó ngộ quá như chân mà bự. Thơm mùi gạch cua dưới trời. Cua đầu ga trời. Mấy gì mấy trứng? Này nãy không biết mấy trứng mà nãy đầu đập 5 trứng la dữ lắm la mới bớt lại nè. Chính nè. Chính nè anh tên này. Dữ lắm mà. Này nắp tại đây. Còn mấy miếng làm gì vậy trời? Nó đứng ém vô luôn. Bỏ vô luôn đi. Ừ. Bỏ vô luôn ăn hết đem về nhà ăn. Trời ơi. Tính chừa về nhà chịu luộc ăn. Sao mày bào dữ thanh? Mày bào vừa vừa đó thanh. Chết luôn thấy không? Hút giết máu tao giết rau giờ ha, tao 80-90 kg giờ còn có khoảng chừng 85 kg. Cha ơi, cha bị tiểu đường cho đổ thừa. Ủa cái nắp nồi này đâu ta? Cái nồi này như có nắp không? Chảo đó. Đâu chảo á. Không phải, cái nắp đâu bự lắm. 80-90 kg mà bây giờ đó chứ đâu có nồi nào bự nữa đâu. Bạo hút máu chứ mà 80-90 kg mà giết mà giờ còn có mà 70 mấy kg nè. Cơm đi giải tán anh em ơi, chuyện mưa nữa anh em ơi. Ok. Bây giờ chín hết trơn rồi anh em ơi, nãy chưa chắn nước cơm kêu dùng chén tào lao tính rồi chứ. Bây giờ chín sạch trơn thật sự nè, bây giờ là ok nè, để xuống đây luôn nè, để xuống đây luôn. Đó rồi. Bây giờ anh để xuống đi chỗ Khanh nó chùi. Kệ cái nè. Cái ghế nhỏ
đó. Hà thủy một chiếc tàu cô khô. Ồ. Quái cừ. Giang quánh một đậu không? Quái cừ à, tính quái cừ rồi. Đi mà. Quá trời bò cá nữa thơm à. Bây giờ nè, chơi dương chén. Chén rồi đó. Cái này chén thiệt đó nghe quá chén giả. Nãy chén giả là chén thiệt không? Nãy chén giả giờ chén thiệt rồi đó. Cơm sao rồi, có cơm cháy không? Cơm cháy gì có cháy hả? Ăn được hai món cả nhà ơi, yêu quá. Nhờ, nhờ chút môn có. Này chén thiệt, chén thiệt. Cái lò đúng rồi, lò này giúp thôi chứ. Chén ác lặng của chị Ly Trường rồi chứ. Đậu khô đó chắc ngon nghe lắm mà trời. Không ngon đâu, không ngon gì mấy đâu, nóng gì lắm nghe là thật. Ủ vô miếng nước cho nó. Đây nè, lấy cái nồi ta ta ốp xuống. Một tay cái tàn khác chát luôn. Nó nóng lấy không được, lấy cái nồi ta ốp xuống rồi nên cái tàu nó dớt xuống rồi. À, tăng 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 tơ tơ tơ. Cần cháy cà phê luôn à. Cháy mà cà phê luôn. Cá rô kho bầu, kho củ cải. Cái tổ một hả ta? Hai tổ cá đi anh. Có cái tổ, một cái tổ. Mình còn nữa mà. Dễ mà đi. Mình ba cái tổ mà. Tổ lĩnh không? Tôi múc dĩa đi. Dĩa cũng được. Dĩa cũng được. Ăn cơm đơn giản cả nhà ơi. Múc còn chưa cho nước miếng, nước ngọt chảy từ lưa cho người ta. Chảy đâu? Chảy đó, bỏ luôn quá. Sớm nhà năm muốn vô trời kìa. Ăn cơm ta. Cô trưng hột vịt. Cá rô kho tổ, quả đánh lử, cá rô kho tổ. Con cá vô, bỏ vô cái vỏ. Thôi, cơm cả nhà ơi. Cơm. Nhảy vườn. Em ăn cơm luôn đi, anh quay cho. Thôi vậy, anh ăn, em quay nha. Cơm cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm. Em cũng xin thay mặt anh em mời tất cả anh em trên trong nước và ngoài nước ăn cơm với anh em nha. Cơm anh Hùng ơi. Cơm thôi. Bầu kho cá rô của anh Hùng nè. Bầu của anh Hùng. Ơi. Cơm anh hai ơi. Hai chị hai khỏe không hai chị hai ơi. Khổ còn. Cơm má hai ơi, má hai, má ba, má tư luôn nha. Cơm gì Hằng ơi. Cơm gì Hạnh ơi. Cơm Giang ơi. Ú, mấy em bé ăn đi. Chị Hường ơi, vợ nàng khỏe, chị Hường ơi. Cơm bà ơi, cơm của Minh ơi. Không có chị, không có bà mẹ, chị Hường đâu. Cơm tiếng ơi. Anh em cũng nhớ chị lắm rồi đó chị Hường ơi. Có con cái clip này liên lạc lại với em rồi chị ơi. Cơm thảo môn. Cái từ từ. Bộ thằng kêu Hồng đừng có phạt. 5 triệu. Vũ hả? Em cũng thay mặt anh em xin mời cái anh gì sống chân thật gì đó nguyên con cá rô luôn nha. Có dịp nào hết bệnh dịch á thì anh có rảnh gì về chơi với tụi em.
tụi em lúc nào cũng tiếp đón anh nồng hậu. Mà nguyên cá rô luôn nha, ăn nguyên con luôn nha. Anh em có lỗi gì với anh bỏ qua lên đây, tội nghiệp mốt dưới đây lắm anh ơi. Người làm giả nắng dầm sương còn bị anh dậy nó chết luôn à. Ồ, ngon quá, anh lâu lắm rồi. Tràn bữa ăn tàn mà không muốn nấu. Cái gì ráng nhá thì cũng lương. Con thấy vậy chứ là sao có. Còn đủ mới quá à. Nóng lên khói ngút luôn mà cái bầu mới nó ngọt cái nè. Từ khô khô ăn khô ngon sao đâu ăn coi có ai. Khô dính chết. Đánh. Khô ngon sao đâu ăn thử coi cái coi. Không được rồi. Đổ khô dính ăn cái muỗng. Ngon, công nhận ngon. Cá này đừng để nước mắm muối gì thêm, cả nhà để vô khô liền nha. Khô này mặn gần chết rồi, để muối nữa. Thôi, thôi nhà xúc mô không có. Qua đường thế bà. Tám lường đỏ con này, khô cũng nãy nó nhỏ nha, cái này nha, thật sự chứ. Em với anh bà chuyện bà thầm anh tính với Khanh rồi không? Trời mới làm cái xe đi xúc mà bây giờ không có thì mình cũng giấy cho nó có đi cho nó hên cái gì tại mới mà nó mới mà để nó đợt này là cá đợt sau tao không có cá mà mua mới à sao anh khô ngon không thật thì gì cực kỳ con mình chương quá chương quá nãy sao anh tính không hút xương chấu Khanh gì trơn hả à? Thôi là sao làm giúp được. Bầu ngọt quá anh Phong ơi. Mày Phong với Cường miếng bầu luôn nha. Nãy giờ có ăn không biết nữa. Mời, thôi mời cá rô đi. Đợt này mình không có giá. Chừng vài bữa nó có giá nó không chừng nữa mấy bạn ơi. Làm đồ hàng bông này thì nó vậy đó. Nó hên xui. Nhiều khi làm bắt nản lắm. Làm trúng rồi cái không có giá là không có giá. Mà làm cái gì phải hát á cái có giá bạn á. Con thà chịu trúng không có giá không rồi không. Không tức. Ừ, không ham. Trúng cái thấy ham liền à. Có giá thì em cầu thiện cũng ngon. Bầu có lúc 2.000 mấy 2.000 ký nữa. Có chứ. Ngon. Hay đó bụng sẵn. Anh đâu cũng đừng buồn không ba. Rồi, bầu xuống 5-6 ngàn ký rồi cũng được. Bữa nay là để tới là không có trò chuyện gạo với cơm đó. Để em bới cho. Nói chung ở dưới quê là vậy đó cả nhà ơi. Ít có ai mà cái vụ mà ăn cơm mà trong mâm cơm mà đi tới lui á. Có bới cơm không vậy đâu mà dưới. Anh tôi bới cho. Bới là được cái giấy rồi. Nãy giờ ngu quá, tôi ăn cái khúc gần cái đầu cũng ăn xương không á. Cái gì? Ủa mày có con, bỏ mày con nữa hả? Ăn ở dưới đây đâu có xương à. Trưởng đầu quá. Du đây này. Ngươi mê. Ngươi không bị. Nói vậy tao nói mình ngu. Ừ. Bầu với cãi nhóc còn nhóc trong á. Còn con cá gôn á, chợ năm nhớ năng. Làm cá cỏ gì mà hôm nay chắc kéo xe bên đó cá cỏ chắc rồi trời hả mới được con em xe chắc mình kiếm thêm đó bên đó đó hả. Ừ, không hả. Ừ. Bên đó quá bất cứ bên quá cá cỏ với xiên cái này nè cá qua non cái bầu chỗ đó mình đó. Tính cá cỏ này bên ngoài đó mày. Gà đây gà. Đúng cắt này. Anh dính cơm không thôi. Cái cạm á. Cá nè, ra cắt thử rồi, đây ra hai mình đi dứt nè. Đi nè, chắc đi nè, lại đánh xe không nè. Đi chơi vậy.
thôi vậy. Ngon quá. Có nước cơm ngon quá. Được thôi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Thôi, cậu nhiều quá. Thôi đổ vô à. Thôi đổ vô. Mấy cái chén úp ngược lại nhặn cái khí một cái ha, rồi nạo ngược lên. Được thôi. Vô nấu cơm nhỏ. Hả? Có mì kho nhỏ quá. Cảm ơn đi. Đúng rồi. Nếu mà đợt sau mà đợt xúc mấy cái mô này không có hay là tôi dẹp ví dụ mô luôn, không có xúc mô nữa nha. Thì cái xúc cũng có, xúc hoài mệt, sao tôi nói. Chọn cái nào không lấy như nó cắm vậy. Xúc tôi hốt, tôi giục lên đợi luôn. Thấy không? Ấm hàng gặp cái mô cũng nổ vào đây liền. Để cái bỏ, nếu mà chứ sao mà xúc không có là tôi thiệt bỏ máy tôi bay xong tôi cuộn lên đợi luôn. Không, thấy vậy là sao nó xẹp xuống nè. Đủ ba cái trộn ngược lên đó. Trộn lên. Thôi em nói chung bữa cơm này cũng rất là ngon cả nhà, hẹn cả nhà gặp lại clip sau cả nhà. Em cũng xin chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân mãi mãi luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau, bye bye cả nhà. Bye bye, bye.